đặt cái bản trên xe phòng cách 24 giờ. Chiếc rim Thái lột xác với dàn đồ chơi tâm huyết. Rim Thái là một cái tên đi vào huyền thoại của người dân Việt Nam, bởi cái giá năm xưa của nó tương ứng như một gia tài, không phải ai cũng thể sở hữu được. Dĩ nhiên theo năm tháng, đó ít rất ít chiếc rim Thái nguyên bản với sự khắc nghiệt của đường phố và thời tiết của nước ta. Với dân độ xe thì rim Thái là một chiếc xe ưa thích để dọn lại, bởi các chi tiết trên xe rất chính xác và bền bỉ. Chiếc giấc mơ thần thánh năm xưa dưới đây đã được một biker dọn lại rất tâm huyết, chắc hẳn sẽ chinh phục người xem bởi dàn đồ chơi tuy không đắt tiền nhưng là khá tâm huyết dưới đây. Rim Thái lột xác trong diện mạo hoàn toàn mới nhưng đầy chất chơi. Xe được sơn lại cái màu xanh rêu kết hợp với dàn chân tem đấu đầy cứng cáp, đi với cặp mâm CBR vỏ Michelin Bullet, cây kiến mạ rơm đi cùng với cái đồng bộ với cái ba ga mũi 10 ly. Xe thay đèn The Michelin LED Malay, thay đồng hồ Umarezin cho hiện đại hơn. Thay vào SX 3 bit được truyền với lực thắng qua cái bên kéo của Vision. Dầu thắng chứa trong bình qua bình dầu của Rizoma Way. Riêng phần cục máy được thay thế với cái máy phù, nội công nâng cấp sơ sơ với trái Sonic đi bình bông ai, mô viên sườn, Rotex, dây tăng áp NCK và cây kèn của BC xịn, còn ken Spen luôn nha. Khá là khó khăn khi lựa chọn cái bộ tem mới phù hợp với cái màu xe này. Rất may mắn là có sự xuất hiện thêm cái bộ tem EX5 Mã Lai này. Ba ga sau nổi lên khá tinh tế với cái đĩa tải nhôm và sơn vàng đi. Gác chân sau với cây bô ri 1.5, heo dầu sau SH với dàn chân sáng đẹp rất chuẩn mực. Không biết anh em nào sở hữu được cái yên sau để sắt giống như này không nhỉ? Chắc giờ kiếm mua không có nổi rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại kế tiếp, nhớ like, share và subscribe.